Chào các em, tuần này thầy sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em bài toán thứ hai trong học phần thống kê xã hội học. Đây là bài bài toán rất quan trọng được trình bày trong chương 4, chương kiểm định giả thuyết thống kê. Nội dung của chương 4 bao gồm 5 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu bài toán kiểm định giả thuyết. Từ phần 2 đến phần 5 là trình bày bài toán kiểm định giả thuyết cho giá trị trung bình một mẫu, hai mẫu, cho tỷ lệ một mẫu hoặc là hai mẫu. Mục tiêu của chương 4 thì thứ nhất là giúp cho các em hiểu được cách đặt bài toán kiểm định và các khái niệm cơ bản của bài toán như giả thuyết, đối thuyết, sai lầm loại 1, sai lầm loại 2, mức ý nghĩa, tiêu chuẩn kiểm định. Thứ hai là giúp cho các em nhận biết được các tình huống khác nhau, khi nào thì ta cần kiểm định cho giá trị trung bình, khi nào thì ta cần kiểm định cho tỷ lệ, khi nào thì ta cần một mẫu, khi nào thì ta cần hai mẫu. Và thứ ba là giúp cho các em sử dụng được thành thạo quy trình 6 bước để giải quyết một bài toán kiểm định và diễn giải được chính xác cái kết quả mà chúng ta thu được. Sau đây ta đi vào phần thứ nhất, bài toán kiểm định giả thuyết. Trước khi đưa ra các khái niệm cơ bản của bài toán kiểm định giả thuyết, chúng ta sẽ nghiên cứu một tình huống thực tế như sau. Một chuỗi cửa hàng cà phê sau khi ra mắt sản phẩm đầu tiên rất thành công với 70% phản hồi tích cực từ tất cả khách hàng. Người chủ cửa hàng muốn tiếp tục cho ra mắt công thức pha chế tiếp theo và hy vọng cũng nhận được sự thành công như lần trước. Điều này có nghĩa rằng ông chủ đã ngầm khẳng định một giả thuyết, đó là 70% tất cả khách hàng sẽ yêu thích sản phẩm mới. Và để kiểm chứng giả thuyết này thì ông ta tiến hành khảo sát như sau. Ông ta cho bán miễn phí trên 100 khách hàng bất kỳ và ghi nhận được có 67 người cho kết quả tích cực. Điều này có nghĩa là 67% khách hàng là yêu thích sản phẩm mới. Thì nhỏ hơn con số này thì nhỏ hơn con số 70% mà ông đã ngầm khẳng định như phía trên. Như vậy thì với kết quả này thì ông chủ hơi nghi ngờ về giả thuyết của mình. Thế thì nếu như ông chủ tiếp tục tiến hành khảo sát để kiểm chứng và lại nhận được các kết quả càng xa con số 70%, thì khi đó sự nghi ngờ của ông chủ sẽ càng lớn và đến một ngưỡng nào đó thì ông ta sẽ phải bác bỏ giả thuyết của mình. Vậy thì ngưỡng này sẽ là bao nhiêu? Và liệu có cách nào để ta có thể cụ thể hóa được mối tương quan giữa kết quả khảo sát và kết luận của ông chủ về giả thuyết hay không? Thì câu trả lời là có. Quy trình mà ông chủ dùng để kết luận giả thuyết mà mình đặt ra thì được gọi là bài toán kiểm định giả thuyết thống kê. Trong bài toán kiểm định giả thuyết thì chúng ta sẽ có các khái niệm cơ bản như sau. Thứ nhất, giả thuyết thống kê thì là một phát biểu nào đó về tính chất của quần thể, ví dụ như phát biểu về giá trị trung bình hay phát biểu về tỷ lệ của quần thể. Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê sẽ thường xuất hiện khi ta cần phải đưa ra kết luận về hai giả thuyết trái ngược nhau thông qua việc khảo sát. Cụ thể thì kiểm định giả thuyết thống kê là một quy trình để xác minh xem có thể chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết thống kê hay không dựa trên một mẫu số liệu mà chúng ta quan sát được từ quần thể. Mô hình một bài toán kiểm định giả thuyết thì sẽ có dạng như sau. Với tình huống thực tế trên thì các em thấy rằng chúng ta sẽ có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất ký hiệu là H0, đó là tỷ lệ khách hàng thích sản phẩm mới bằng 70%.
và được ông chủ là giả sử là đúng. Ngược lại với giả thuyết H0 thì đó là đối thuyết H1, tức là tỷ lệ khách hàng thích sản phẩm mới không bằng 70% và được ông chủ giả sử là sai. Vậy thì dựa trên mẫu số liệu mà chúng ta khảo sát được thì ta cần phải lựa chọn một trong hai quyết định, hoặc là bác bỏ giả thuyết H0 để ủng hộ đối thuyết H1, hoặc là không bác bỏ giả thuyết H0, tức là chấp nhận H0 và không ủng hộ H1. Như vậy thì để có thể đưa ra được một lựa chọn bác bỏ hay chấp nhận H0 thì chúng ta cần một trong những khái niệm rất quan trọng của bài toán kiểm định giả thuyết, được gọi là miền tiêu chuẩn. Một miền S được gọi là miền tiêu chuẩn, hay còn gọi là miền bác bỏ cho bài toán kiểm định giả thuyết H0 với đối thuyết H1. Nếu kết quả khảo sát mà nằm trong miền S thì ta sẽ bác bỏ H0 để ủng hộ H1. Còn trường thứ hai là nếu kết quả khảo sát nằm ngoài miền S thì ta sẽ chấp nhận H0 và không ủng hộ H1. Ví dụ trong tình huống thực tế trên thì nếu kết quả khảo sát mà nằm trong khoảng từ 65% đến 75% thì ta sẽ bác bỏ H0. Còn ngược lại thì ta sẽ chấp nhận H0. Thế thì các em sẽ thấy rằng việc xác định được miền tiêu chuẩn S thì rất giống với quá trình tìm khoảng tin cậy, và vì thế nó sẽ tồn tại sự không chắc chắn. Đó là bởi vì chúng ta đưa ra quyết định là dựa trên một mẫu số liệu chứ không phải là dựa trên toàn bộ quần thể, nên cái quyết định mà ta đưa ra thì có thể sẽ mắc phải sai lầm. Thì nói chung là chúng ta sẽ thường gặp một trong hai loại sai lầm sau. Các em nhìn vào cái bảng quy tắc quyết định, chúng ta sẽ có hai trường hợp, hoặc là H0 đúng, hoặc là H1 đúng, tức là H0 sai. Và ta cần lựa chọn quyết định là bác bỏ H0 hay chấp nhận H0. Thế thì trong trường hợp là H0 đúng mà ta lại bác bỏ H0 thì có nghĩa rằng là ta đã mắc phải sai lầm, và sai lầm này được gọi là sai lầm loại 1. Còn nếu H0 đúng mà ta lại chấp nhận H0 thì đây tất nhiên đó là một quyết định đúng. Tương tự như vậy trong trường hợp là H1 đúng, tức là H0 sai, thì nếu như ta bác bỏ H0 thì đó sẽ là quyết định đúng. Còn nếu ta lại chấp nhận H0 thì đó sẽ là quyết định sai và nó được gọi là sai lầm loại 2. Từ bảng quy tắc này thì các em sẽ có hai nhận xét rất quan trọng như sau. Nhận xét thứ nhất, nếu ta luôn chấp nhận H0 thì có nghĩa là ta sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm loại 1, nhưng ta sẽ làm xác suất mắc sai lầm loại 2 đạt cao nhất. Và ngược lại, nếu ta luôn bác bỏ H0 thì ta không mắc phải sai lầm loại 2 nhưng sẽ làm xác suất mắc sai lầm loại 1 đạt cao nhất. Vì thế nên chúng ta sẽ không thể làm triệt tiêu được đồng thời cả hai loại sai lầm. Vậy thì phương pháp chung để từ nhận xét trên thì các em sẽ có được một nguyên lý chung để chúng ta đi tìm cái miền tiêu chuẩn như sau. Mục tiêu là chúng ta cần tìm một miền S sao cho là xác suất mắc hai loại sai lầm là nhỏ nhất. Nhưng dựa trên nhận xét mà ta vừa trình bày thì các em thấy rằng ta sẽ không thể nào làm đồng thời xác suất mắc hai loại sai lầm là nhỏ nhất được. Vì vậy, trong thực tế thì người ta sẽ thường kiểm soát xác suất xảy ra sai lầm loại 1 theo ý muốn, có thể bằng cách là thông qua thiết kế thí nghiệm hay điều chỉnh các thông số, vân vân. Cụ thể thì người ta sẽ khống chế cái xác suất mắc sai lầm loại 1 không vượt quá một hằng số alpha cho trước. Hằng số alpha này sẽ thuộc vào khoảng 0,1.
Và từ đó thì sàn sẽ đi chọn một miền tiêu chuẩn S sao cho là xác suất mắc sai lầm loại 2 là nhỏ nhất. Khi đó thì cái hàng số alpha thì được gọi là mức ý nghĩa của bài toán kiểm định. Và thông thường thì ta sẽ chọn mức ý nghĩa alpha bằng 0,05 hay là bằng 5%. Nếu có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về thống kê thì các em sẽ thấy trong thống kê chúng ta sẽ có rất nhiều bài toán kiểm định giả thuyết. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ học phần thống kê xã hội học thì thầy sẽ chỉ giới thiệu cho các em một bài toán được gọi là bài toán kiểm định giả thuyết cho tham số. Trong bài toán này thì chúng ta sẽ quan tâm đến một tham số theta chưa biết của quần thể, ví dụ như dãy trung bình hay tỷ lệ. Giả thuyết H0 ở đây thì sẽ thường có dạng là theta bằng theta 0 với theta 0 là một hàng số cho trước. Thế còn đối thuyết H1 thì nó sẽ ngược với giả thuyết H0 và vì vậy nên nó sẽ có 3 dạng. Dạng 1 thì H1 là theta khác theta 0 thì bài toán kiểm định này được gọi là kiểm định hai phía. Dạng 2 là H1 là theta lớn hơn theta 0 thì bài toán này sẽ được gọi là kiểm định một phía. Dạng 3 là H1 là theta nhỏ hơn theta 0 thì tương tự như dạng 2 thì đây cũng được gọi là bài toán kiểm định một phía. Như vậy thì các em sẽ cần phải xác định chúng ta đang quan tâm đến tham số nào và chúng ta sẽ sử dụng bài toán kiểm định giả thuyết nào, một phía hay hai phía, để từ đó chúng ta tìm được miền tiêu chuẩn phù hợp cho từng bài toán.